Xin chào tất cả các em. Thì hôm trước cô và các em đã tìm hiểu qua bài số 15 và ở cuối bài thì cô Luận cũng yêu cầu các em là chúng ta sẽ tìm hiểu và trả lời cái tình huống. Thì bây giờ ha, trước khi đi vào bài số 16, cô và các em sẽ giải quyết cái tình huống này. Thì có nhiều bạn sẽ đưa ra nhiều cách giải quyết khác nhau, nhưng ở đây cái cách giải quyết tối ưu và hiệu quả nhất đến cái thời điểm trong cái thời điểm đó, đó chính là cái cách giải quyết như thế này à. Thì các em biết nè, cô đọc lại cái tình huống ha. Trong lúc qua nhà bạn hàng xóm chơi thì bất ngờ bình ga nhà bạn bị cháy, mọi người đang rối là không biết phải xử lý như thế nào. Thì trong trường hợp này thì các em có cách giải quyết tình huống như sau. Thứ nhất nè, mọi người đang rối thì chúng ta phải bình tĩnh ha. Yêu cầu đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải bình tĩnh. Rồi các em lấy một cái chăn. Cái chăn này là cái chăn hoặc cái mền đó, thấm nước rồi các em quấn vào tay. Rồi chúng ta tìm cái hướng an toàn để chúng ta khóa cái bình ga lại. Thì các em biết rằng là cái bình ga nó bị cháy á, là có thể là nó bị hở cái van hoặc là vỡ hở cái đường đường dây. Đó, thì khi chúng ta nếu mà cái van á, bị khóa lại thì nó sẽ không còn cháy nữa. Và các em biết rằng là mọi người đều sợ khi thấy lửa cháy là sợ, nhưng thật sự là cái bình ga mà để nó nổ thì nó cũng phải cần có thời gian và nhiều cái yếu tố khác nữa đấy, cho nên là yêu cầu các em hãy bình tĩnh. Còn có nhiều bạn đưa ra cái cách giải quyết là hãy gọi đến xe chữa cháy, nhưng mà trong trường hợp nếu như các em gọi đến chữa cháy thì sao nhỉ? Khi người ta đến nơi thì có thể là nó quá muộn rồi, cho nên là trong trường hợp cấp bách và hiệu quả nhất thì chúng ta giải quyết cái cách như thế. Rồi ha, đây là cái tình huống. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta tìm hiểu cái nội dung tiếp theo, đó là bài số 16. Bài số 16 chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Thì các em nắm cho cô nè, nội dung bài. Thì ở cái bài số 16 này có hai cái nội dung. Thứ nhất là trong phần một la mã là nội dung bài học, còn nội dung thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về phần bài tập. Thì trong phần nội dung bài học chúng ta có ba cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó là chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về trách nhiệm của nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân. Rồi còn nội dung thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác. Và các em lưu ý cho cô nè ha. Thì trong ba cái nội dung này thì các em hãy cố gắng nắm cho cô thật kỹ cái nội dung đầu tiên. Còn nội dung thứ hai và nội dung thứ ba thì các em đọc để biết và hiểu ha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất nè. Thế nào là quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác? Như vậy ở cái mục đầu tiên chúng ta có hai cái nội dung. Thứ nhất là khái niệm quyền sở hữu tài sản của công dân là gì? Còn thứ hai là nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác là gì? Không? Thì ở đây chúng ta đi vào cái khái niệm đầu tiên. Quyền sở hữu tài sản là quyền của công dân hay còn gọi là chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Đây, như vậy quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật thì có bao nhiêu quyền? Đây các em nhìn ha. Thì theo quy định của pháp luật thì quyền sở hữu của công dân gồm có 3 quyền. Thứ nhất là quyền chiếm hữu. Thứ hai là quyền sử dụng. Và thứ ba là quyền định đoạt. Vậy quyền chiếm hữu là gì? Quyền chiếm hữu đó chính là quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản. Nắm giữ quản lý tài sản. Cô lấy một cái ví dụ ha. Ví dụ như là cô có một chiếc xe máy. Thì quyền chiếm hữu của cô là cô trực tiếp sử dụng chiếc xe máy, nắm giữ, quản lý nó, cất giữ nó, không? Bảo quản nó. Thì đó gọi là quyền chiếm hữu. Còn quyền sử dụng là gì? Quyền sử dụng là quyền khai thác cái giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ giá trị sử dụng của tài sản đó. Ví dụ như cũng là chiếc xe máy đây, không? Thì bây giờ cô cái chiếc xe máy này cái giá trị sử dụng của nó là công dụng của nó là dùng để di chuyển đúng không nào? Vậy thì bây giờ cô có thể sử dụng cái chiếc xe máy đó để cô đi làm. Cô đi làm thì cô có thể gì? Kiếm tiền ấy. Hoặc cô cũng có thể sử dụng cái chiếc xe máy đó để mà cho người khác mượn thuê chứ, cô xin lỗi là cho người khác thuê đi thì cô sẽ thu lại tiền lời đấy. Hoặc ví dụ như các em á, thì một cái ví dụ ngắn ngắn nó gần gũi này, thì có nhiều bạn có thấy là các em đã biết bán hàng online rồi, nhiều lúc là các bạn livestream này, đấy quay clip này
để các em bán những cái sản phẩm của mình. Thì cái việc mà các em quay clip này, sử dụng nhờ cái điện thoại đó để các em có thể bán được những cái sản phẩm của mình để mà thu lại lợi nhuận, thì đó cũng chính là khai thác cái giá trị sử dụng của tài sản ha. Đấy. Rồi, có rất là nhiều cái ví dụ không nào. Rồi, còn quyền định đoạt là sao? Quyền định đoạt là quyền quyết định đối với tài sản, có thể là bán, có thể là cho, có thể tặng, có thể cho thuê, cho mượn, thừa kế hoặc cũng có thể vứt bỏ. Đấy, các em thấy à? Như vậy là quyền định đoạt này nó có rất là nhiều ha. Và các em nhìn nè, trong quyền sở hữu tài sản của công dân thì ở đây có ba quyền. Trong ba quyền này, theo em thì quyền nào quan trọng nhất? Ở đây các em nhìn thì các em cũng có thể đoán được ha. Đấy, thì trong ba quyền này thì quyền định đoạt là quyền quan trọng nhất. Vì sao? Vì khi công dân có quyền định đoạt, tức là họ đã chứng minh được là họ là chủ sở hữu đối với cái tài sản đó rồi, không? Đấy. Còn người không phải là chủ sở hữu đối với tài sản thì họ chỉ có thể là có cái quyền chiếm hữu hoặc có cái quyền sử dụng thôi. Đấy, chứ không thể nào có quyền định đoạt. Cô lấy một cái ví dụ. Ví dụ như anh ha, trên giấy tờ thì anh có một căn nhà, thì giấy tờ đã đầy đủ rồi, là họ tên của anh đầy đủ, thì anh có quyền sở hữu cái ngôi nhà đó. Vậy thì anh có quyền gì? Chiếm hữu nó, tức là anh có thể ở, đúng không nào? Đây, đã thực hiện quyền chiếm hữu nè. Anh có thể gì? Nắm giữ, tức là anh có thể ở, có thể quản lý, có thể sử dụng nó, hoặc là cũng có thể đi cho người khác thuê để lấy lời, hoặc cũng có thể anh bán nó, anh tặng nó cho ai đó, hoặc anh có thể gì? Đốt bỏ nó cũng được. Đấy, thấy chưa? Còn nếu như một người nào đó không phải là chủ sở hữu đối với tài sản thì họ chỉ có thể chiếm hữu, tức là thực hiện cái quyền chiếm hữu bằng cách là có thể họ cho thuê, họ thuê thôi, họ thuê nhà từ người khác đó, họ ở thì họ quản lý cái nhà đó, đúng không? Trong thời gian thuê đó thì gọi là chiếm hữu. Còn họ có thể là họ thuê rồi thì họ có thể gì đây? Khai thác cái giá trị sử dụng trong cái thời gian họ thuê đó thôi. Đấy, các em lưu ý cho cô nha. Như vậy trong ba quyền này thì quyền định đoạt là quyền quan trọng nhất. Rồi, ở cái phần này các em ghi vô cho cô ha. Ở đây chúng ta có ba quyền này, các em ghi ghi vào và lưu ý cho cô là các em chú ý cái này nha. Rồi, vậy thì theo như điều 58 của Hiến pháp quy định năm 1992 có quy định là gì? Là công dân có quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp được hoặc là trong tổ chức kinh tế. Như vậy là sở hữu và thu nhập hợp pháp ở đây có thể là tiền lương chúng ta lao động bằng chính sức lao động của mình, đó là tiền thu nhập hợp pháp này, hoặc là tiền do người khác cho gì đó ha, rồi của cải để dành nè, đấy. Đấy, rồi gì, nhà cửa đất đai nè, rồi sổ tiết kiệm nè, vân vân, không, tư liệu sinh hoạt. Tư liệu sinh hoạt là gì? Ở đây thì ở mức độ của chúng ta thì chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản là những cái vật dụng sinh hoạt ở trong gia đình của mình á, không? Ví dụ như là máy lạnh nè, tivi nè, bàn ghế nè, máy tủ lạnh nè, đấy. Còn tư liệu sản xuất là gì? Tư liệu sản xuất đó chính là gì? Máy móc dùng để sản xuất nè, ví dụ như máy cày nè, đấy. Hoặc là đất đai nè, đất sản xuất nè, cũng có thể là máy móc ở trong các xưởng nhà máy nè, đó. Đây là tư liệu sản xuất. Em hiểu đơn giản vậy không? Hoặc là em góp vốn trong cái công ty nào đó, công ty cổ phần nào đó, thì đó cũng là cái thu nhập hợp pháp của em cũng có quyền sở hữu ha. Rồi, đó là quyền sở hữu tài sản của công dân. Vậy thì bây giờ công dân phải có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Vậy thì nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác là gì? Đó chính là nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, đó chính là gì? Là nghĩa vụ tôn trọng tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác. Đấy, tức là mình phải tôn trọng những cái tài sản của người khác, đơn giản vậy. Vậy thì cái tôn trọng quyền sở hữu của người khác là chúng ta phải tôn trọng như thế nào? Thì ở đây là cái tính đến cái phần ba nhỏ chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Rồi, mời các em chúng ta chuẩn bị tiếp tục chuyển sang cái nội dung thứ hai, đó là trách nhiệm của nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và tài sản của công dân. Thì ở đây nè, cái phần này cô cung cấp cho các em để các em nắm thôi, chứ cái này thì các em cũng có thể ghi vô cho cô nè. Cái này các em ghi vô đi ha, ghi cái phần này vô, nhưng mà ghi để nắm để biết. Vậy thì bây giờ ở đây cô nói luôn cho ngắn gọn nè, nhà nước
có những cái việc làm như thế nào nhằm bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và tài sản của công dân, thì đây có ba cái nội dung. Nội dung thứ nhất thì nhà nước đã ghi nhận ở trong hiến pháp và trong các văn bản quy phạm pháp luật về quyền sở hữu tài sản của công dân, đấy có quy định rõ ràng trong hiến pháp và các văn bản rồi, đấy còn quy định như thế nào đấy rất là nhiều. Đấy. Còn nội dung thứ hai là gì? Là nhà nước cũng đã quy định các cái biện pháp và cái hình thức xử lý đối với những cái hành vi vi phạm tùy theo mức độ và tính chất của vụ việc, đồng thời cũng có quy định cái trách nhiệm và cái cách thức bồi thường dân sự đối với những cái hành vi vi phạm trong cái hợp đồng, ví dụ như là vay mượn thuê tài sản hay gì đó không. Đấy. Rồi còn nội dung thứ ba là gì? Bên cạnh đó, nhà nước cũng đã tuyên truyền và giáo dục cho công dân biết cái cách thức để bản thân bảo vệ cái quyền sở hữu hợp pháp của mình, đồng thời cũng nâng cao cái ý thức là công dân phải biết tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Đấy, tức là mình biết bảo vệ của mình nhưng mà mình cũng phải tôn trọng của cải tài sản của người khác. Đúng không? Ở đây thì cái nội dung này các em chỉ cần nắm vậy thôi ha. Rồi chúng ta đi vào cái nội dung thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu cái nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng tài sản của người khác. Thì hồi nãy ở phần 1 cũng cô cũng đã nói rồi ha, nghĩa vụ tôn trọng tài sản là mình sẽ tôn trọng những cái tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác. Vậy bây giờ những cái công việc nào nhỉ? Nó có rất là nhiều. Nhưng mà ở đây các em chú ý cho cô là chúng ta chỉ cần nhớ cho cô bốn cái gạch đầu dòng này thôi. Là đầu tiên, theo quy định của pháp luật á, thì yêu cầu là gì? Khi chúng ta nhặt được của rơi, chúng ta phải trả lại cho chủ sở hữu, hoặc là chúng ta phải báo cho cơ quan có trách nhiệm để xử lý theo quy định. Như vậy khi mà chúng ta không biết được chủ sở hữu là ai mà chúng ta nhặt được một cái khối tài sản rất lớn, vậy thì nếu mà chúng ta không biết chủ sở hữu thì các em hãy đến cơ quan công an đấy, hoặc là đến những cái cơ quan có trách nhiệm chúng ta trình báo để họ có thể đưa cái của cải đó không cái tài sản đó cho người mất đó. Đó cũng là một việc làm rất là tốt. Rồi nội dung thứ hai là gì? Khi mà chúng ta đi vay đi mượn thì chúng ta phải trả đầy đủ và đúng hẹn. Trong trường hợp em không thể trả đúng hẹn thì em phải xin gia hạn, không xin gia hạn nhưng mà phải có sự cho phép của chủ sở hữu. Đấy. Rồi còn nội dung thứ ba là gì? Khi chúng ta mượn thì chúng ta phải biết giữ gìn, phải biết bảo quản cẩn thận. Nếu chúng ta làm mất làm hư thì phải sửa và đền, đền đúng với cái giá trị tài sản. Đó. Rồi còn nội dung cái gạch đầu dòng cuối nè, là nếu như chúng ta gây thiệt hại về tài sản thì chúng ta phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đấy. Không, nếu như mà hai bên không thỏa thuận được cái giá trị bồi thường thì chúng ta buộc lòng chúng ta phải nhờ đến pháp luật, không để chúng ta có thể thỏa thuận. Đấy. Như vậy thì về cái nghĩa vụ của công dân tôn trọng tài sản của người khác thì các em chỉ cần nhớ cho cô bốn cái gạch đầu dòng này thôi ha. Rồi, như vậy là nội dung bài học chúng ta đã tìm hiểu xong. Chúng ta có ba cái nội dung. Không nào, thứ nhất là khái niệm thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quy định của pháp luật, và thứ ba là cái nghĩa vụ của công dân. Ở đây thì chúng ta nãy cô cũng có dặn các bạn là các em lưu ý là tập trung cho cô cái nội dung đầu tiên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần hai la mã là bài tập. Chúng ta làm một số câu hỏi ha. Rồi, ở đây là câu hỏi câu số 1 là một câu trắc nghiệm. Quyền sở hữu của công dân bao gồm những quyền nào? A. Quyền chiếm hữu tài sản của mình. B. Quyền sử dụng và định đoạt tài sản của mình. C. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của mình. D. Quyền bán hoặc cho tặng tài sản của mình cho người khác. Như vậy là trong bốn câu này là câu nào đúng nhất đây các em? Trong bốn câu này thì các em thấy nè, câu C là câu đúng nhất, câu C. Như vậy chúng ta ôn lại bài luôn ha. Nãy chúng ta cũng vừa có tìm hiểu nè, đó là quyền sở hữu của công dân gồm có ba quyền: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt này ha. Nhà câu C là câu đúng nhất. Tiếp tục câu số 2. Những hành vi sau là đúng hay sai theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Ở đây chúng ta có bốn cái hành vi. Không, hành vi thứ nhất, hành vi A. Người nào là chủ sở hữu tài sản thì mới có quyền sử dụng tài sản đó, đúng hay sai? Chúng ta áp dụng luôn. Người nào là chủ sở hữu tài sản thì mới có quyền sử dụng tài sản đó, đúng không? Để xem thử nha. Sai. Vì sao? Vì
chủ sở hữu tài sản thì sẽ có 3 quyền đối với tài sản của mình, đó là quyền sử dụng, quyền chiếm hữu và quyền định đoạt. Còn người không phải là chủ sở hữu đối với tài sản thì họ có quyền sử dụng không? Có. Trong trường hợp nào? Đó là người ta, như đây các em, thuê. Đấy, người ta thuê cái tài sản đó hoặc là người ta mượn. Đấy. Vậy thì không phải chủ sở hữu, người ta cũng có thể sử dụng tài sản đó. Đúng nào? Rồi tiếp tục câu B, hành vi B nè. Người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền sử dụng tài sản của người khác. À, như vậy câu A thì sai thì câu B là đúng. Đấy. Câu B thì nó ngược lại với câu A nè. Người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền sử dụng. Cô lấy một cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ cô không có, bây giờ cô đi mướn nhà đi. À, cô mướn một cái nhà của một cô kia. Như vậy thì cô có thể gì? Sử dụng cái nhà đó trong thời hạn trong cái thời gian mà cô thuê nhà đó, cho nên cô có quyền sử dụng tài sản mà không phải của cô. Rồi câu C. Chỉ những người nào là chủ sở hữu thì mới giữ gìn cẩn thận tài sản đang sử dụng. Đúng không? À, chủ sở hữu thì người ta giữ gìn tài sản của họ là đúng rồi. Nhưng mình không phải là chủ sở hữu thì mình có cần phải giữ gìn cẩn thận không? Cần. À, trong trường hợp là chúng ta cũng phải cần. Bởi vì sao? Khi em sử dụng cái tài sản đó, một là em mượn của người khác, hai là gì? Là mình thuê. Như vậy khi mình mượn, mình thuê là mình phải biết giữ gìn cẩn thận. Chứ nếu mình làm hư, làm mất thì mình phải đền. À, mà hồi nãy là gì? Một ba nhỏ chúng ta học rồi. Đó là nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Nghe chưa? Vậy thì cái câu này là đúng hay sai? Sai. Rồi. Câu D, người mượn tài sản của người khác cũng cần giữ gìn tài sản ấy. Đúng không các em? Đúng không? Tại vì khi mình mượn tài sản của người khác, nếu mình không giữ gìn, mình làm mất, làm hư thì mình cũng phải đền. Đấy, cái này là lúc nãy mình cũng đã nói rồi. Những cái câu này thì nó đơn giản ha. Rồi, như vậy là chúng ta cũng làm xong câu thứ hai. Rồi. Ở đây nè, chúng ta có một cái bài tập ở trong sách giáo khoa trang số 46, trang 46 nha các em, không phải trang 47, cô ghi nó hơi nhầm. Và ở đây là các em lấy cho cô một đôi giấy. Rồi các em làm cái bài tập số 3 này ra đôi giấy là ghi tên ghi lớp rồi để đó. Rồi khi nào vào học thì cô Luận sẽ thu bài. Rồi cô mang về cô chấm. Mà chúng ta sẽ lấy điểm kiểm tra 15 phút. Các em lưu ý cho cô nha. À, bài tập số 3 trang số 46 của bài số 16 sẽ kiểm tra 15 phút. Rồi. À, giờ mời các em chúng ta tiếp tục ha, chúng ta sẽ đi đến phần hướng dẫn bài tập về nhà. Thì ở đây thì cô có hướng dẫn nè. Yêu cầu các em hãy học và nắm cái nội dung bài cũ, đó là bài số 16. À, đặc biệt là cái nội dung thứ nhất. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đọc cái phần tư liệu tham khảo của bài số 16 để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái quy định của pháp luật. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta chuẩn bị bài số 17, đó là nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Thì các em lưu ý cho cô là nhớ là phải đọc trước cái phần đặt vấn đề của bài số 17. Và trong đó có phần tư liệu tham khảo. À, các em đọc trước bài để chúng ta tìm hiểu bài cho nó nhanh và nó tốt. À, như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.